Thời gian qua, việc các trạm BOT bị người tham gia giao thông phản đối, không chịu trả phí hoặc gây khó dễ khi thu phí là chuyện không hiếm. Song có lẽ ít có nhà đầu tư nào mà cứ đặt trạm ở đâu là bị người dân tài xế phản đối tới đó, như là công ty Taxco. Tình trạng này kéo dài suốt 3 năm qua, không chỉ khiến cho nhà đầu tư gặp thiệt hại mà còn gây mất an ninh trật tự xã hội nghiêm trọng. Sau đây là ghi nhận của VTC14. Trạm thu phí Tiên Cựu được đặt trên quốc lộ 10. Qua địa bàn thành phố Hải Phòng, dù đường đã làm xong, trạm thu phí cũng đã được dựng, nhưng nhà đầu tư không thể triển khai thu phí. Lý do thì có rất là nhiều. Một ngày em đi qua đây 2 lần, mà mỗi lần 50.000 thì ngày, anh phí hơi cao thế. Để mình giảm đi tí đẹp ấy. Những chủ phương tiện sinh sống quanh khu vực trạm Tiên Cựu cho rằng, sở dĩ phản đối thu phí là vì chỉ đi một đoạn đường ngắn, chưa tới 2 đến 3 km, nhưng mất tới hàng chục nghìn đồng. Tức là phí cao hơn cả đường cao tốc. Phản ứng là bởi vì này, tuyến đường ngắn thì bây giờ cũng thu như thế, mà tuyến đường dài thì cũng thu như thế. Thì cước phí bây giờ là hàng hóa người ta chở cước được bao nhiêu đâu. Anh em vẫn cứ phải chấp nhận, không chống đối. Những cái gì đó phải đúng, chứ không như BOT Tân Đệ được. Lại làm đường một nơi mà thu tiền một nẻo đó không được. Không chỉ ở Tiên Cựu, việc các tài xế phản đối hoạt động thu phí hiện cũng đang diễn ra khá phức tạp ở các trạm BOT khác của Taxco như BOT Mỹ Lộc Nam Định và Tân Đệ Thái Bình. Tại trạm BOT Tân Đệ, khoảng 2 tháng trở lại đây, thường xuyên có nhiều người tụ tập quanh trạm để phản đối thu phí. Lý do là vì đường một nơi nhưng trạm lại đặt một nẻo. 10 năm nay cái cầu này thu bọn em chấp hành không một tí nào, và dân Thái Bình và dân Nam Định người ta rất đàng hoàng, không bao giờ có gì sai sót ở cái cầu này. Tự sao bây giờ thời điểm này mới có những vụ việc như này là do là sai bây giờ hết hạn rồi thì thôi. Người tham gia giao thông phản đối, bức xúc kéo dài dai dẳng, khiến tình hình an ninh trật tự ngày càng diễn biến phức tạp, và quan trọng nữa là nhiều trạm BOT phải dừng hoạt động. Dù rằng khi xảy ra các sự vụ, nhà đầu tư đã nhiều lần tổ chức đối thoại. Tổ chức các buổi gặp gỡ đối thoại và cũng có mời cả nhà đầu tư để mà giải đáp thứ nhất là các thắc mắc của người dân, thứ hai là công khai các văn bản pháp lý của dự án. Ít nhất tới thời điểm hiện tại, đã có tới 5 trạm BOT của Taxco bị người tham gia giao thông phản đối. Và nếu không có những giải đáp hay những câu trả lời thỏa đáng thì chưa biết câu chuyện này bao giờ mới kết thúc.